các bạn này. Mạch vàng còn mới tinh luôn. Trên này thì chắc cũng hẹp thế này thôi. Trên này không được rộng như dưới kia rồi. Ở đây người ta trồng cái cây gì nó rất là thẳng nhá mọi người ạ. Cây này là cây gì nhỉ? Cây này này. À, cây quế các bạn ạ, cây quế. Trồng rất là nhiều cây quế luôn. Ồ, đến cái đoạn này mình phải trôi dốc luôn này. Đang vắng xe, với lại dốc nó cũng ngắn cho nên là mình trôi được, trôi dốc đi nhanh cũng nhanh phết đấy chứ. Ôi trồng nó rất là nhiều này, rừng quế bát ngàn luôn này. Đây vẫn đang là đất là Yên Bái nha các bạn ơi, Yên Bái. Chắc phải đi mấy chục cây nữa mới hết được cái đất Yên Bái luôn. Giáp với Lào Cai rồi. À, cứ lại lên dốc rồi lại xuống dốc rồi lại lên dốc. Các bạn tưởng tượng nó như một cái cơn sóng. Đó, vừa lên xong rồi vừa xuống, bây giờ lại xuống xong rồi. Đấy, trước mặt kia là lại lên. Chỗ này đường hơi bị hỏng. Hỏng nhiều hơn so với những cái đoạn ở Phú Thọ với lại ở Vĩnh Phúc à. Tốc Lạng Sơn, nhưng mà cao tốc Lạng Sơn thì mới làm cho nên là đường là khá là đẹp. Đường này làm lâu rồi, xấu. Làn bên này ít xe, ít hỏng hơn này. Chắc là do xe con đi nhiều cái làn này cho nên là nó đỡ hỏng hơn cái làn xe tải bên kia. Là xe tải bên kia là hỏng rất là nhiều chỗ luôn này. Rất nhiều voi và gà. Lên đến trên này thì trời lại khô ráo các bạn ạ. Khô ráo luôn. Trên này lâm nghiệp này được phát triển nhiều phết ấy. Hầu như mình thấy đồi nào cũng trồng cây hết. Không để phí như những cái nhiều chỗ toàn vườn cây rậm rạp. Có gì.
mấy tiếng cao tốc đúng là mỏi hết cả người luôn. Trời, và bắt đầu thấy kiểu như là buồn ngủ. Trời này nó mát, trời cứ âm u kiểu này rất là dễ buồn ngủ luôn. Bình thường mình ban ngày có bao giờ buồn ngủ đâu. Hai bên được đổ bê tông khá là đẹp ấy, làm như kiểu tự nhiên các bạn ạ. Đổ bê tông này như kiểu tự nhiên luôn đấy. Đường thì cứ lên xuống thôi, không có gì đặc biệt cả. Mà lên đến trên này thì có nhiều chỗ dốc hơn cả cao tốc Lạng Sơn luôn. Mình cứ nghĩ là trên Lạng Sơn nó đã dốc rồi, nhưng mà lên đây còn dốc hơn. Trước mặt này, toàn đồi núi kìa. Kiên cố luôn. Cầu Suối Quần, tên nghe hay hay. Chiếc xe đằng sau cứ xin vượt mà chả vượt. Ông cũng vượt thoải mái thôi, có gì đâu. Con đường nó cứ ngoằn nghèo trước mặt này. Bên cạnh có một dòng sông khá là to, không biết tên này là sông gì, chảy về Việt Nam à hay chảy về Trung Quốc đây. Đây, cái dòng sông này cạnh cái đường này luôn này, nó cứ uốn theo cái đường này thôi, làm đường uốn theo cái dòng sông này. Khu dưới cạnh dòng sông này rất là nhiều nhà cửa luôn. Đi được 175 km rồi, đoạn đường khá là dài luôn. Dốc như đứng rồi, đang bò đi, đang bò lên dốc này. Tốc mà về đến tầng chậm luôn ấy. Mình cứ chở tí hàng thôi, không nặng mấy đâu, đồ tải có
22 mấy tấn thôi. Lên mấy quả dốc và lên mấy quả dốc cao tốc này cũng về số đến từng chậm là các bạn đã biết như thế nào đấy. Sáng hẳn luôn, trong hầm rất là ồn. Wow, đã có một cái dốc trước mặt. Lên đến mấy cái đoạn cuối trên này quá là nhiều dốc luôn, toàn lên dốc à. Hơn trăm km nữa là đến đây. Nhìn xe cũng đông thôi. Nhìn cũng cong cong phết đấy, không nhìn thấy trước mặt luôn này. Ồ, ở đây có ngựa à?
dưới lên gặp khá là nhiều xe chở đất, chở quặng, xe ben này, gặp rất là nhiều đầu kéo móc ben. Xe ben chạy khiếp quá. Lên cửa khẩu còn khoảng 20 km gì đó các bạn ạ. Đây, đến chỗ này đường lại đẹp này, phong cảnh xung quanh này, cỏ xanh các kiểu luôn. Xa quá, 10 giờ. Sáng nay là hơn 10 giờ. Sáng nay là hơn 10 giờ mình bắt đầu đi. Bây giờ đến đây 14 giờ mấy rồi. Đúng 3 giờ đến đấy thật các bạn ạ. Đang dốc dốc này. Đấy. Lên đây trời nắng đẹp chưa? Sáng mà nó nắng từ sáng giờ có phải hay không? Nó nhìn thế này thôi mà cứ lúc thoai thoải, yếu không lên được, phải bò đi, mất khá là nhiều thời gian. Trông như thế này thôi, nó cứ dốc thoai thoải đi, lên thì không lên được, bò đi nó rất là lâu. 249 km. Mình đang ở cây 249 km. À, ở đây là có một cái hầm nữa. Ui, giá mà cái hầm này không có cái hầm này á thì không biết trèo đi đâu luôn. Ở đây này, xem này, không biết là trèo đi đâu luôn ấy. May có cái hầm này, đào cái hầm này là quá hợp lý luôn anh em ạ. Hầm đường bộ cao tốc Lào Cai, Nội Bài Lào Cai, km 250 cộng cái gì, cộng cái gì không, cộng cái gì không không kìa. Bật cái đèn đã. Ở trong này rất là sáng luôn. Không biết cái hầm này có dài không nhỉ. Wow, dài phết. Trong này có hai làn đi nhá. Còn lúc về thì là mình lên trên kia thôi. Wow, dài thế. Ai dạ, cũng dài, dài gớm. Đây rồi. Ôi. Nhìn cái công trình này hoành tráng chưa các bạn? Một tí về là mình về đường trên á. Ở đường dưới cái cầu mình đang đi này còn có một cái đường nữa cơ.
Cường phải cầu Tiên Hải. Đây, cái cầu một tí là mình về đường trên kia đây. Một tí mình sẽ không về đường này, mình về đường trên nhá các bạn nhá. À, đây có cái biển là thành phố Lào Cai với lại thị trấn Sapa. Rẽ vào bên phải của các bạn, cũng là bên phải của mình đây. Đây, có bắt đầu thấy rất là nhiều nhà rồi. Phía xa kia là cái nhà chọc trời của Trung Quốc ấy các bạn ạ. Ở đây đã nhìn thấy rồi cơ. Một chiếc xe lạnh đã về. Ồ, thành phố Lào Cai này giàu giàu quá các bạn ơi, giàu thế, giàu phết đấy. Đây, nhà nào ra nhà đấy luôn. Sapa Lào Cai đây. Ôi nhìn rất là nhiều nhà to cao đẹp cơ chưa. Ôi thành phố Lào Cai quá là đẹp luôn. Cửa khẩu Kim Thành đấy, cái mục tiêu của mình ấy là đi cái cửa khẩu Kim Thành này. Đạp mấy tiếng cao tốc mà vẫn chưa đến nơi. Quốc lộ 4D là vào thành phố. Ô kia còn có cái dốc nữa cơ. Nhìn thấy xa xa là có xe đang xuống đấy, có cái dốc đấy rồi. Ô sợ anh xe Trung Quốc này Việt Nam nhỉ? Xe về Trung Quốc này. Mình mà ở đây lâu thì mình nhất định là sẽ rẽ vào cái Sapa Lào Cai này chơi. Đây lối rẽ đây. Sapa Lào Cai. Thành phố Sapa, thị trấn Sapa, thành phố Lào Cai, thị trấn Sapa. Không biết đợt này mình lên có trả hàng nhanh không. Đây là kết thúc rồi, kết thúc rồi. Đến cái mốc này là mốc nào đây? Biên phòng à? Đã đến đây rồi có phải làm cái gì không nhỉ? Cứ đỗ vào đây chờ đã. Ở đây có cái cần nhưng mà không ai ở đây nhỉ? Đến đây không biết là khai cái gì á, cứ đâm thẳng vào trong bãi. Cạnh đường cũng ra có rất là nhiều xe đây này. Cửa khẩu nó ở đâu đây? Chưa biết ở đâu cả. Nhưng mà đây là hết cao tốc và đến đây à. Trước mặt kia rồi ấy. Rất nhiều xe đang đỗ ở đây cho nên là mình sẽ đỗ ở đây để mình gọi điện xem là vào đâu. À, ở đây chắc là ở đâu đây rồi các bạn ạ. Có khá là nhiều xe. Bên kia chắc là của bên Trung Quốc rồi này. Ô nhiều xe thế. Ủa đằng xa xa kia có một cái
chùa hay cái gì ở trên ấy nhỉ, ở trên đồi kìa, nhìn đẹp đấy, chắc là của Trung Quốc rồi. À, có cái bãi này rất là nhiều xe của Việt Nam mà đang đổ ở đây. Ở đây bảo có cái bàn cân ở đâu. À, bây giờ thì mình đi làm thủ tục các kiểu xong rồi, đã vào đến trong bãi này các bạn này. Đây là gần cái cửa sát đi Trung Quốc luôn này. Có nhà có mấy con xe cùng đoàn đây này, đang xếp ở gần nhau đây các bạn này. Đây, xe đang xếp ở đây để chờ sang cái cổng kia này, là cái cổng bên Trung Quốc này. À, sang cái cổng này là vẫn của bên Việt Nam thôi, sang bên Trung Quốc này. Rất là nhiều xe đang xếp hàng, quá là nhiều xe luôn. Chắc mình phải chờ đến mai thôi, bởi vì hôm nay tối rồi, không làm được thủ tục với lại sang bên Trung Quốc rồi. Còn mình cứ chờ không biết là đến khi nào luôn, bởi vì cái hàng này đang chờ Trung Quốc chuyển tiền xong thì mình mới sang bên đấy trả. Ôi, ở xa kia có cái cột đẹp chưa. Đây là, kia có một cái cột sóng này, nó sáng rất là đẹp luôn. Và không biết là của bên Việt Nam hay Trung Quốc đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình nhé.